Ta cha hảo. Bây giờ là bài 18, tương ứng với phần 5 bài 18 quyển 2. Tỷ sứ ba cửa. Đầu tiên là cách nói làm việc, chỉ là một việc cụ thể. Bàn sự. Bàn. Bàn. Sự. Sự. Bàn sự. Bàn sự. Trong đó từ bản đã học trong bản cung sử. Thay tôi làm việc. Thì wǒ bàn shì. Thì wǒ bàn shì. Cô ấy là đến thay tôi làm việc đấy. Tà shì lái thì wǒ bàn shì de. Ta shì lái thì wǒ bàn shì de. Hãy nhắc lại lượng từ của quần áo. Chiển. Từ này cũng là lượng từ của việc, sự việc. Một việc. Nguyên văn là một kiện việc. Yí jiàn shì. Yí jiàn shì. Hai việc. Liǎng jiàn shì. Liǎng jiàn shì. Việc này. Zhè jiàn shì. Zhè jiàn shì. Là một việc. Bàn yí jiàn shì. Bàn yí jiàn shì. Thay mình là một việc. Thì wǒ bàn yí jiàn shì. Thì wǒ bàn yí jiàn shì. Thay mình làm một việc được không? Thì wǒ bàn yí jiàn shì xíng ma? Thì wǒ bàn yí jiàn shì xíng ma? Việc gì? Bạn nói đi. 什么事儿？你说吧。 什么事？你说吧。 Bây giờ là từ giúp. Bang. Bang. Giúp mình. Bang wǒ. Bang wǒ. Giúp mình một chút. Bang bang wǒ. Bang wǒ yī xiǎ. Giúp tôi làm việc. Bang wǒ bàn shì. Bang wǒ bàn shì. Cô ấy là đến giúp tôi làm việc đấy. Tà shì lái bang wǒ bàn shì de. Tà shì lái bang wǒ bàn shì de. Giúp mình mua chút hoa quả. Bang wǒ mái điǎn shuǐ guǒ. Bang wǒ mái điǎn shuǐ guǒ. Bây giờ là từ tưới hoa. Jiào hoa. Jiào. Jiào. Hoa. Hoa. Jiào hoa. Jiào hoa. Lúc nào tưới hoa? 什么时候浇花? 什么时候浇花? Lúc nào tưới hoa thì tốt? 什么时候浇花好? 什么时候浇花好? Tưới hoa một chút. 浇一下花. 浇浇花. Giúp mình tưới hoa một chút. 帮我浇一下花.
Bang wo jiao jiao hoa. Hãy nhắc lại, thay mình làm một việc được không? Thì wo ban yi jian shi hao ma? Thì wo ban yi jian shi xing ma? Việc gì, bạn nói đi. Shenme shi er, ni shuo ba. Giúp mình tới hoa một chút. Bang wo jiao yi xia hoa. Bang wo jiao yi xia hoa. Bây giờ là từ vấn đề. Wen ti. Wen. Wen. Ti. Ti. Wen ti. Vấn đề. Có vấn đề. Có vấn đề. Có vấn đề. Có không ít vấn đề. Có bù sáo vấn đề. Có bù sáo vấn đề. Chiếc xe này có không ít vấn đề. 这辆车有不少问题。这辆车有不少问题。không có vấn đề. 没有问题。没问题。được, không vấn đề gì, nguyên văn là không có vấn đề. 行,没问题。行,没问题。 Hãy nhắc lại, thay mình làm một việc được không? 替我办一件事行吗? 替我办一件事行吗? Việc gì, bạn nói đi. 什么事儿,你说吧。 Giúp mình tới hoa một chút. 帮我浇一下花。 帮我浇一下花。 Được, không vấn đề gì. 行,没问题。 行,没问题。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo. Chiao zi. Nửa kg táo. Yi jin bình quả. Nhân viên giao dịch. Yin ye yuan. Ở tầng 18 cửa 1. 住58楼一门. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã hiệu trưởng hoan nghênh nín. Bạn học mới. Xin thống xuế. Của mình rất cũ. 我的很旧. Một lọ nước hoa. 一瓶香水. Gần đây vừa khai giảng. 最近刚开学. Một tấm ảnh của cả nhà. 一张全家的照片. Giám đốc của công ty. Công sư tờ chinh lý. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đa gai yếu 100 đô cơ ở ngoại quốc trí yuán. Có lúc lên mạng tra tài liệu.
有时候上网查资料. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Chúng tại xu sở khản su. Chính là đang nghe nhạc đấy. Trừng giải thi y yue nè. Đang nghe game bài khóa mà. Trừng thi cử vấn lũ y nè. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe nói và môn đọc hiểu. Tổng hợp cử, khẩu ngữ cử, thính lực cử, và lưu đọc cử. Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa cử và thể dục cử. Thay mình mua mấy cái tem. Thì tôi mua mấy trang yếu phiếu. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Đi du lịch. 去旅行. Làm phiên dịch cho họ. Để họ làm phiên dịch. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa? 坐飞机还是火车? Mùng 8 Ma hào. Lúc nào về đến? 什么时候回来? Làm một việc. Mà ý chuyện sự. Không vấn đề gì. Mấy vấn đề. Giúp mình tưới hoa một chút. Băng hoa chào一下 hoa.